bạn thân mến, hôm nay Ngọc Ánh xin mời các bạn cùng tham dự hội gia đình của bên nhà chồng mình, tiếng Mỹ kêu là Family Reunion. Đây là những người trong gia đình của bên chồng của mình. Mình lấy Alan đã 30 năm rồi bạn. Anh là người Mỹ, gốc Đức, gia đình sống tại North Dakota. Ban ngày thì đi chơi, vui với nhau, ban đêm thì đốt lửa cắm trại. Bây giờ mình mời các bạn cùng đi xem đại gia đình của chồng mình. Cứ 5 năm thì hội họp nhau một lần, thì họ mướn lều, mướn khách sạn, mướn phòng cabana trong rừng gần hồ nước ở Montana để cùng nhau hội họp. Thì có đời của bà cố, bà ngoại, đời cha, cậu cô, cậu mợ và các cháu, và có chích nữa. Thì cũng là cũng gần 100 người, nhiều thế hệ khác nhau, cả bên chồng hoặc là cùng bên chồng và bên vợ. Thì đây là cái rừng lớn lắm ở Montana. Người Mỹ họ ngộ lắm bạn, họ sống trong những cảnh xa hoa, những cái nhà lộng lẫy, nhưng mà khi mà họ đi chơi thì họ ưa lại dắt nhau vô rừng cắm trại đốt lửa, nó là lửa thiên nhiên. Đây là Alan với cháu của ảnh. Cái hồ nước nó to như vậy ha, cái hồ này đó, rồi mấy ảnh mới là tắm đứng trên này nhảy xuống, rồi mấy đứa cháu thì nó chơi nước. Nó đây là cái căn phòng chính, cái dãy nhà chính ở giữa, là giữa cái rừng đó là để cho có người nấu ăn cho mình ăn đó. Cái hồ nước nó như vậy ha, có cái nhà nhỏ nhỏ cho mấy đứa nhỏ leo lên nó chơi. Mình buổi sáng sớm chưa có ai hết thì mình quay lên cho bạn coi, rồi xong rồi thì mấy người tay trẻ họ sẽ đi lấy mấy cái tàu, mấy cano vô để đi trượt nước. Thì trong rừng vậy đó, thì có những cái cabana bằng gỗ, có máy lạnh ha. Có người lớn tuổi thì thích chỉ cho có máy lạnh, có tiện nghi. Còn mấy người trẻ thì họ đem cái xe camping của họ nè, rồi họ cắm vô đó cho camping, có điện có nước hết nè. Đó, không cắm trong giữa rừng. Đây là cái chỗ mà để hội họp nhau để mà ăn tối sáng, ăn tối, ăn trưa, thì có người nấu ăn cho ăn. Những người già đến tuổi họ ưa ngồi chơi, thì họ cũng phải nói chuyện. Gia đình của chồng mình là dân di cư từ nước Đức sang qua Poland rồi tới nước Mỹ hồi đầu năm thế kỷ thứ 19, là bị đàn áp về tôn giáo. Tắm ấm lắm, cái đứa nhỏ đó chuyện lát nó dậy là nó xuống đây năm sớm thì chưa có ai hết. Khi mà đi qua nước Mỹ rồi, thế Mỹ mình phụ Mỹ cho họ 65 mẫu ruộng mỗi người đã phải dùng North Dakota. North Dakota là vùng xa lắm, mình đi với Canada mùa đông lạnh chết luôn, mùa hè thì nắng khô, nóng sập sàng, đất khô đất khô rằng thành ra Mỹ cho đất dậy. Bò để giữ nuôi, hồi đó ai cũng thành nông dân hết các bạn. Mà ở đó là đời của ông cố, ở đó họ lập trường học, họ sống. Sau này đó đến cái đời mà ông nội á, thì bắt đầu họ là hòa tan với nước Mỹ rồi, họ thành người nước Mỹ rồi hết. Tới cuối hồi mà ba của chồng
không hết hả? Tới chỗ em cậu thấy mình đang làm gì á, còn muốn đời cũng biết cậu thấy nó làm gì là cô giáo tới cũng nghe cậu không có gì lắm cô giáo và mà chỉ làm cô giáo học đi cá thôi, mà nếu mà khi mà lấy chồng ra thì không có đi làm nữa, ở nhà nuôi con. Làm vợ chồng sau khi mà cho con dạy luôn thì có phải lấy chồng làm sinh con rồi ở nhà nuôi con. Cái trên này là 4 người con là ba vợ con gái học làm cô giáo là trong rừng ha, trong rừng rồi mà lát có hồ sống là lát có hồ hoặc là ở chỗ này mà ở chỗ này các bạn ơi hai cái điểm là giữa rừng là cô giáo anh có học được ở đây mà không có đi học là sẽ bị thương gì không có ai là đứa nào đứa nhỏ nào cũng phải đi học. Ở đây thì xã mình có một con và con hai nó chạy qua chạy lại trong rừng. Bye.
mọi thứ thì đều bị ép lại, không có bị gì mà bị hấp nóng thì chỉ được cái phần thân này, phần phụ vàng bỏ ở đây thôi, chậm cho nó cái miếng. Thì sao mà thấy cái người chính họ di dân rồi, bây giờ gần 120 mấy năm rồi đó bạn, thì họ và họ